Vâng, hôm nay ngày mùng 8 em khai xuân thì như đã nói cho các bác rồi đấy. Là em Tuấn sẽ không phải là chọn những đôi là 3 đến 5 đôi loa ế hay là không bán được ra để mừng tuổi đầu năm. Mà đôi nào em cũng mừng tuổi. Bất kể những đôi nào em không quay lên kênh nhé. Những đôi loa này em không quay lên kênh, các bác có thể gọi trực tiếp cho em. Đấy, các bác phải gọi, bắt đầu gọi thông cảm nhé. Chút nữa em gọi lại. Nên do vậy là em quay thì em không thể quay hết được. Do vậy là các bác nào thích còn nào thì bác gọi cho em, kể cả tất cả dây phụ kiện, dây loa, dây âm thanh, dây AV hoặc là dây 3.1 em sẽ bớt và em sẽ mừng tuổi các bác. Kể cả cái dây AV ví dụ 350 chẳng hạn, em mừng tuổi cho các bác 350 hoặc 280 hay 400 chẳng hạn, em mừng tuổi cho bác cả trăm, chứ không bao giờ em mừng tuổi cái kiểu vì loa em còn có thể mừng tuổi cả triệu, mà chỉ trong cái thời điểm là em khai xuân các bác chú ý hộ em. Và tiếp tục nữa thì em Tuấn sẽ giới thiệu, có như là nhiều bác hỏi, nói tóm lại là nhiều cái lắm bác ơi. Dây AV các thứ các bác cứ hỏi chút để em làm dây AV cho, nhưng mà dây AV nó nhiều đấy, nên là em Tuấn sẽ giới thiệu sau. Bởi vì hôm nay là vừa đây có mấy bác lại hỏi sao không thấy âm ly mới giải mã đâu hay thế nọ kia, em Tuấn sẽ làm tiếp. Vậy tiếp tục nha, tất cả những đôi loa hay những chiếc loa hay âm ly đều có giá ở trên kênh rồi, nhưng em vẫn cầm con này đi để em giảm giá mừng tuổi các bác. Chúc các bác sau một năm mới là an khang thịnh vượng và kinh doanh gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi, kiếm được nhiều tiền, và một năm nay nữa là thuận lợi thuận buồm xuôi gió. Cứ có nhiều tiền thì mới ủng hộ các em được. Và em mở hàng, có nhiều bác bảo ôi mày bán này, báo cáo các bác là không phải là lãi nhiều hay sao mà xả hàng đâu, mà mừng tuổi thế các bác cứ phấn chấn đi làm ăn phấn khởi đi, kiếm được nhiều tiền sau này các bác ủng hộ em thì bác lại cho em thôi, có gì đâu. Đấy, em đang đi tìm cái bút cho nhé, em đi tìm cái bút. Bây giờ các bác, một số bác đang hỏi đầu giải mã rồi là âm ly. Em đã bảo rồi, các bác thích hỏi cái gì cũng được, âm ly đèn có mà dầu giải mã cũng có, cái gì cũng có. Đây này. Nên là em không quay hết được đâu, em chỉ cố gắng quay lấy tầm khoảng 4 đến 50% mặt hàng thôi. Còn bây giờ hàng cứ đóng đi cho các bác liên tục này nó khó lắm. Ngày hôm nay em khai xuân bây giờ cũng mấy chục đơn rồi, nên là báo cáo các bác là các bác từ từ nhé. Đây, em sẽ báo giải mã tiếp cho các bác. Không nhiều bác lại hỏi giải mã đâu. Được chưa? Các bác thông cảm nhé, bởi vì giải mã tất cả đây là bao hình trạng hoạt động cho các bác, nói như thế nào thì làm như thế, được chưa? Ví dụ như con giải mã này là con đờn đông chạy chạy đĩa MD, con này trên kênh mặt vàng chanh nhé, tất cả ok mặt vàng chanh nhé, giá đã báo rồi, giá đã báo cho các bác rồi nhé. Nhé, con đờn đông này mặt vàng chanh giá trên kênh báo 6,9 triệu, khai xuân cho các bác 5,9 triệu, được chưa? Nên là em Tuấn không phải là chọn một vài mặt hàng ra để khai xuân đâu, mà con nào em khai xuân, kể cả con nào em không quay được lên ấy, các bác nhớ các bác hỏi cho em, gọi cho em giảm giá cho bác luôn khai xuân, chứ không bao giờ chọn một vài con. Em ghi chữ khai xuân nhé, khai xuân là 69 còn 59 này, được chưa? Còn con đát đát A7 này các bác biết rồi, con đát A7 này, con đát A7 này ngày trước là đây giá em nhớ này, điện 100 này, giá trước là 5,9 triệu, nhưng con đát A7 này nó bị tuột dây cu loa. Cái con này này giải mã mà nó tuột mất cái dây cu loa này, các bác chú ý nhé. Đây này, con này này nó tuột mất cái dây cu loa đây, cái cửa đây hơi kìa. Để mở hàng đầu năm cho các bác về bác thay dây cu loa trước 59 để cho bác 3,9 triệu con đát này. Ôi rồi, đầu giải mã này mà 3,9 triệu thì các bác con đừng có hỏi em Tuấn nữa, được chưa? Đầu giải mã Sony đát A7 nhá, đát giải mã thì khỏi nghĩ rồi, được chưa? Mặt mũi đẹp hết, con nào xuất ở đâu em sẽ báo. Đấy, bác hỏi giải mã đây, khai xuân này A7 này 39 3,9 triệu, được chưa? Giải mã A3,9 triệu thì bác lấy cái gì nữa nhé, ok nhé. Đấy thì vô tình có bác hỏi đến thì em nhớ em lại đi, chứ bây giờ báo cáo các bác là không nhớ hết được đâu. À đây nữa, có một cái bộ này có một bác đang hỏi, đây là bộ bộ bầu này, bộ này đã có bản test cho các bác rồi nhé. Bộ bầu này đã có bản test rồi, gồm một con súp này, một đôi loa tay rất là đẹp luôn, chưa lau nhé, bụi nhé, bãi bụi này. Con này trên kênh đã báo cho bác rồi đây, 8,9 triệu, 8,9 triệu. Con này hôm trước mà có một clip em test cho bác mà cắm cái rắc đằng sau nó chập chờn đấy, nó hơi chập chờn đấy, nhưng mà em vẫn cứ test cho bác, em nói luôn là cái rắc này hơi chập chờn và bên em đã xử lý rắc chập chờn cho bác rồi, đố bác chắc chắn đấy, về chẵn nghe đâu. Con này trên kênh là 8,9 triệu, mở hàng cho các bác đầu năm nhé, 8,9 triệu, 7,9 triệu thần tài, 2 triệu đi cho nó sướng nhá. Báo cáo các bác là 6,9 triệu cả bộ này, bác chỉ sẵn nghe thôi. Bây giờ bác mua nguyên cái đôi loa tay này, bây giờ
các bác mua được nguyên đôi loa tay này phải có 3-4 triệu nguyên hai con này nhé, nguyên hai con này phải có 3-4 triệu, chưa nói luôn súp trầm rồi tất cả xử lý âm thanh ở đây, được chưa? Đấy, nên là khai xuân đầu năm cho bác 6,9 triệu. Em cứ nói cho nó nhanh. Tình trạng bây giờ là không có kiểu chập chờn như hôm nọ em test cho bác là cái rắc đằng sau họ cắm đi cắm lại nó lỏng đấy. Nhưng bên em đã xử lý rắc thẳng cho các bác rồi, xong rồi. Không có ảnh hưởng thì về chỉ sẵn nghe thôi nhá. Con bầu hàng xịn luôn Mexico nhá. Khai xuân 6,9 triệu. Ok chưa? Con này có bản test rồi. Đấy. Loa của nó đẹp lắm đấy nhá. Loa đẹp, bầu đẹp nhá. Bác mua nguyên đôi loa tay này, nguyên đôi loa tay không này nó phải có 3-4 triệu rồi. Bởi vì hôm trước em bán cái đôi loa tay nó bằng nửa con này là đã 2,9 triệu một đôi rồi. Mà còn có một bác đấy, bác còn gọi lên gọi xuống là còn nữa không để bác lấy. Được chưa? Không còn đâu bác ơi. Bởi vì là tiền là của đấy là hàng chất nó xịn thì nó sẽ có giá xịn. Thế thôi. Đấy. À đây nữa. Mấy bác hỏi mấy con đẩy này. Nãy bảo sao nhìn thấy con mấy con đẩy cái xong báo nốt. Đây báo nốt cho bác. Được chưa ạ? Báo nốt cho bác đẩy nha. Có đẩy DK này. LA400. Giá 4,8 triệu trên kênh nhé. Con này bát 30 các bác phang vã cho em thoải mái. Mà riêng dòng DK này thì quá nổi tiếng rồi đúng không? Khai xuân đầu năm 48 để cho bác 39, 3,9 triệu nha. Khai xuân này 39. Ok chưa? Xuống dưới con này nữa. Con này là con đọc tên RA2600. Con này đi xem giá nó ở đâu bác này. Giá em chưa thấy nó ở đâu. Giá em chưa thấy nó ở đâu cả. Giá em chưa thấy nó ở đâu bác ơi. Để bác ơi, đợi em xem, nhìn xem có giá bên trên em ghi không nhá. Nó nặng quá, nó nặng. Báo cáo các bác là thôi, bác nào thích con này thì báo cho em nhé. Để em hỏi, em kiểm tra thông báo lại cho sau nhé. Và chắc chắn là giá mềm hết cho các bác luôn. Con vàng này, con xuống dưới này, đó là con Inken TA207. Cái gì này, đọc tiếng Anh không đọc được mấy đâu. Giá trên kênh 4,8 triệu. Được chưa? Giảm cho các bác đi, khai xuân 3,9 triệu nha. 39 khai xuân cho bác, đấy là chỉ khai xuân thôi nhá. Khai xuân 39. Ok chưa? Báo cho bác phang bát 30 thoải mái đi. Ok chưa? À có đờ đông này nữa. Có đờ đông này thì hàng khủng rồi. Có đờ đông này hôm trước là có một bác chốt rồi đây. Có một bác chốt rồi. Coi con này để em báo sau. Bác chốt xem bác kia tính nào đã. Sau báo sau chứ không là đến lúc bán của khách mang tiếng không hay. Nó không hay một chút nào cả. Cái gì thế thôi. Của khách rồi thì mình không được bán. À đây. Đây nữa. Rồi đây đây còn đôi lao đức nữa bác ơi. Đây còn đôi lao đức nữa. Nhá. Bác thông cảm, bây giờ cứ đi đến đâu vớ được cái gì thì quay cái đấy thôi. Chứ không biết làm cách nào cả. Thế các bác chịu khó đi lòng vòng với em tí. Chứ đầu năm bây giờ không biết làm nào. Đâu nhỉ? À đây. Thì báo cáo cái đôi này thì hôm trước là em để riêng cái đôi này này. Bác nào mà đang có đôi này báo cáo các bác nhé. Riêng đôi loa BMW đúp này 685 100W trở kháng 8 ohm này. Exin nhé. Qua này, con này ấy, hàng xịn. Con này mà nếu mà mua cả đôi, nếu mua cả đôi loa này, em chỉ báo cáo các bác là nếu các bác mua cả đôi loa này nhé. Nếu các bác mua cả đôi loa này nó phải có tầm khoảng độ 10 đến 11 triệu nhé. Đợi hơi mốc lau đi. 10 đến 11 triệu nhé. Nhưng bác nào đang có những đôi loa này vô tình bị cháy hay bị lỗi loa hoặc bị có tép rồi thôi là đã giá trị lắm rồi, khỏi phải đi thay sửa nhé. Em Tuấn báo trên kênh là 3,9 triệu cho bác nhé. Hôm nay khai xuân cho bác 1 triệu còn 2,9 triệu nhé. Khai xuân cho bác nhé. Khai xuân 29 nhé. Ở dưới này đó là đôi loa Heiko, con này đã có bản test, có bản khui hàng rồi. Mức giá trên kênh đây 4,8 triệu này. Khai xuân có bản khui hàng, có bản test rồi. Cái đấy không phải lo nữa. Đôi loa Heiko này có cả khui hàng.
Khai xuân tiếp tục cho các bác 39 nha. Khai xuân 39. Ok chưa ạ? Không, chơi thế nó mới công bằng, chơi thế nó mới sướng. Chứ không có chuyện chơi ấp úp mà không thích. Rồi em chào các bác, hẹn các bác clip sau.